nay mình hướng dẫn về Word Style này và Word Mini D. Thì mình đã download vào đây rồi. Đây, nó đây. Đó. Thì khi giờ nét ra thì nó sẽ hai file. Đó, bạn thấy không? File này phải cài đặt và file này phải pack. Khi ta cài đặt xong thì ta vào phần ổ DD này, tìm chữ Chrome file này, RAM file này, ta tới cái phần đây, chỉ tay đây, đó, ta mở lại lên, ta kéo cái phần mềm, ta kéo cái này sang bên đây, ta để hiện lên này và ta ấn chữ Keep để cho nó loát, loát xong và ta thì nó sẽ hiện lên và ta mở này lên thì nó để tập bách. Cái này tôi đã bách xong rồi, đây tôi vào đây tập bách, đó nó đã bách được rồi, để nó không có đòi cái mã cây, nếu không thì các bạn chỉ dùng được 2 ngày là nó đòi là nó không thể sử dụng được phần mềm này nữa. Đây thì nó có giao diện như này, khi cài đặt xong nó có giao diện như thế này. Đó. Bây giờ là muốn đổi cho các cái dòng đàn đây, ví dụ tớ vào đây còn chi gì đó tôi không biết, nhưng mà tôi biết là nó là ấy, nó chỉ đây ví dụ còng tôi lần dăm ha, thì thường thường bây giờ tôi muốn đổi sang dăm ha chẳng hạn, thế chữ tay này tôi muốn đổi dăm ha, đây đây là dăm ha này, thì ta vô con nhấn chữ chữ ta convert này, nhấn lên thì ví dụ như tôi muốn đổi cái style của Solon này sang style Yamaha để tôi xài. Đó. Tôi lấy đại một cái đi. Thì hiện lên thì tôi có download về đây một cái style này. Cái này của anh này, đuôi STN này của Solon này. Đó, tôi open nó. Rồi bây giờ trên cái phần mềm nó có này. Đó, ta ấn chữ convert, ta có thể con loa thì ta nghe được nhưng mà cái máy tính tôi không loa. Thì tôi ấn chữ convert. Rồi. Ta xéo lại, ví dụ tôi xéo lại về màn hình chính của laptop này, người ta có thể nghe được các intro rồi là các men các feel đồ có hết, đây nó đã có đây, bây giờ là cái này các dòng đàn